cái này cái cù lao. Chị đang nói em đang suy nghĩ lại, chị đang muốn hỏi cái gì. Biển ra ngoài biển thì nó gọi là đảo, là quần đảo. Trong này thì nó nước sông thì nó gọi là cù lao. Cũng là bãi bồi. Ra ngoài biển mà nhỏ hơn đảo nữa gọi là hồ. Cù lao là to đó. Cù lao thì nó nằm ở trong sông. Cồn hoặc là cù lao. Cồn. Nói chung là mỗi địa phương sẽ có mỗi cái tên khác nhau, nhưng mà đó là cái nó nằm giữa con sông.